Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái clip review cái Sony GTT03 theo yêu cầu của anh em. Thì trước đây mình có clip rồi nhưng mà hiện tại là không còn nữa. Thì mình làm lại clip này thôi. Clip trước kia của mình lúc bị xóa là nó cũng phải gần 10.000 lượt xem rồi đấy. Mà mất kênh rồi thì hôm nay mình sẽ làm lại clip này nhé. Nhưng mà lần này, cái video lần này sẽ có thể là sẽ đầy đủ hơn mọi người nhé. Bởi vì lần này mình sẽ có đủ các tông này: Son, La, Si, Do và Re. Video lần trước mình chỉ có các tông đô la và son thôi. Lần này mình làm đủ các tông hơn. Thì đây là ngoại hình của cái TT03 mọi người nhé. Trúc tím, một khúc một không khớp nối. Thì TT03 là được sản xuất bởi hãng sản xuất là Sifeng. Hãng sản xuất Sifeng, còn mình mua của nhà bán hàng chi chuyển. Bởi vì mua trực tiếp của hãng nó đắt hơn. Mình mua qua bên này nó rẻ hơn một xíu thôi. Chỉ một xíu thôi nhưng mà nó rẻ hơn được bằng nào thì cũng hay bằng đấy. Anh em sẽ được mua rẻ hơn mọi người nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi mình dán cái màng rung này, rồi mình sẽ test cho anh em từng tông một, từ tông re cao xuống đến son trầm, son là siro re đấy. Ok anh em nhé. Rồi, xin chào anh em. Thì tiếp theo là mình sẽ làm cái review âm thanh của các tông. Thì đầu tiên mình cũng muốn giới thiệu qua mọi người, khi mọi người nhận được cái sáo này thì nó sẽ như thế nào. Thì bên mình sẽ gói vào cái cuốn xốp nổ, gói vào trong việc các tông cứng. Bên ngoài có lớp xốp nổ nữa. Thì nó đầy đủ phụ kiện. Đây là gói hàng mình chưa gửi đi này. Thì đấy cũng là một cái TT03 đấy. Thì bên trong của nó sẽ có gồm những cái gì, phụ kiện của nó nhé. Sẽ đầu tiên là sẽ gồm một cuốn sách của hãng đó, sách hướng dẫn thổi và một số cái sheet sheet số. Nói chung là cái này anh em làm chịu mày mà nghiên cứu thì cũng ra, còn những anh em làm không nghiên cứu thì về chắc bỏ. Và tiếp theo là cái bộ phụ kiện mọi người nhận được, sẽ có bộ phụ kiện này thì gồm những cái gì. Bộ phụ kiện là đầu tiên là bộ phụ kiện của hãng, cũng có một cái tờ gọi là catalog đi. Đây là họ sẽ hướng dẫn các nốt ở trên cây sáo như thế nào. Đó, các nốt bấm như thế nào. Cái này thì nhìn cái là hiểu ngay dễ lắm. Tiếp theo là cái dây treo. Hai cái gói màng rung của hãng. Màng rung của hãng thì nó được hơi ít. Nó được hơi ít nhưng mà nó rất là ngon. Nó ngon nhưng được ít. Một cái a dao keo khô á, keo chuyên dụng của bên Trung Quốc. Cái này mình nhúng nước, mình nhúng nước mình dán. Tiếp theo một cái ốp bảo vệ. Cái ốp này thì sẽ thường được ốp sẵn, bởi vì cây sáo mình dán màng rung rồi mình sẽ ốp luôn vào. Một cái màng rung mình tặng kèm, như nãy mình nói mọi người là nó được hơi ít đúng không, nó được hãng tặng kèm hơi ít, thì mình sẽ tặng thêm một gói màng loại A cho bên mình nữa. Cái màng này mọi người mua lẻ sẽ là 40-50 nghìn đấy. Đó, cái này để dán được nhiều hơn. Cái này gồm 5 sợi và mỗi sợi dài 17 cm, mọi người có thể dán khoảng 50 lần đấy. 50 lần thì dùng nửa năm đến năm mới hết đấy. Bên cạnh đó kèm theo một cái thẻ bảo hành, kèm cái gift voucher, có nghĩa là cái quà tặng bên mình nhé. Cái thẻ này có trị giá là 100 ngàn cho mọi người mua đơn lần sau nhé. Đơn lần sau trị giá 500 ngàn trở lên, trừ trực tiếp 100 ngàn. Đó, rất là ưu đãi. Và tiếp theo là đến phần cây sáo. Bên ngoài có bao da. Thì cái này đi theo là cái bao da nhé. Cái bao da rất là chắc chắn, có thể chống nước nhẹ. À, tất nhiên là bên trong nữa là cây sáo thôi. Còn cây sáo thì chắc mình không review nữa. Đó là full bộ phụ kiện của cây TT03 nhé. Bây giờ thì mình sẽ test âm của để đây. Test âm của từng tông một. Chắc mình sẽ chơi từ tông cao xuống nhé. Tông đây là cái bộ full bộ của nó này. Full bộ của nó. Zero
si la son, son la si do re. Đấy, phong độ nó mọi người nhìn rõ không? Thì test luôn cây re nhé. Re là cây cao nhất mà cũng không nhiều người chơi đâu. Nó chỉ chơi đánh những cái bài gọi là rất là cao, gọi là tác phẩm. Đó. Thì tiết lộ mọi người là TT03 mình chơi cũng chơi nhưng không chơi nhiều. Duy nhất mình có đến cây re này mình chơi cũ rồi luôn này. Và mẻ phần đuôi này. Đó. Trong bộ sáo của mình chơi ấy thì TT03 mình đang chơi một cây re. Cao đúng mọi người, rất cao. Rất là cao, nói chung là không nhiều người chơi lắm. Một số anh em chơi tốt tốt rồi thì vẫn hay đặt rê. Tiếp theo nhá, tiếp theo là cái tông đô, là cái rất là phổ biến, đô là phổ biến nhất ở bên Trung Quốc. Trùng, nhưng mà trùng này chơi thì rất là ngon, mà trùng thì chơi nó hay. Trung Quốc thì họ mới tập, họ chơi auto là đô đấy, tập auto là đô hoặc là có thể là rê. Đó, bên Trung Quốc họ chơi đa phần là đô và rê nếu như người mới chơi ấy, bởi vì cái cỡ tay ấy, họ chơi từ, bắt đầu chơi thì thường là họ chơi từ rất là nhỏ, đa phần là như vậy, thì họ chơi đô rê nó dễ. Còn ở Việt Nam mình thì anh em lại thích chơi la nhiều hơn. Thế thực tế là nếu mà người đã xác định tập nghiêm túc mà tập muốn cho nó thăng cấp độ nhanh ấy, thì chơi đô. Còn nếu muốn để chơi bài hát ngay thì chơi trong la. Đó là tùy sở thích của anh em thôi. Tiếp theo là cái si nhá. Vừa rồi rê đô và tiếp là si này. Si thì là cái tôn mà ít người mua nhất ấy. Bởi vì si thì thường anh em chỉ mua để chơi cái bài mục tuân dân ca với lại một số bài mà họ hay chơi si thôi. Thực tế là si cũng rất là dễ chơi thôi, bởi vì si với đô nó cách nhau có một nửa cung thôi, xíu xíu thôi, đúng một nửa cung, mọi người nhìn hai cây gần bằng nhau luôn. Đó, thì mọi người chơi si cũng được, nhưng nó hơi ít beat nhạc. Thời tiết này dám cái là nó màng nó trùng ngay. Đó là tông si nhá mọi người. Tiếp theo một tông nữa là tông la, rất là phổ biến. Tông la này nói thật mọi người, ở Việt Nam mình bán toàn la thôi. Anh em thích chơi la nhiều. 100 cây mình nhập về, mình nhập nô lớn nhất là 50 cây thôi, thì nó đến 35 cây la rồi, 30-35 cây la. Anh em chơi la nhiều, la son bán nhiều. Có thể đô nó hơi khó chơi một chút, nhưng mà anh em chơi được đô thì anh em hơi rất là tốt rồi. Anh em chơi kém kém một xíu thì chơi la nó vẫn nhẹ nhàng và vẫn ấm. Đây con cây la nhé.
là cái dòng này thì âm nó với cái tầm giá dưới 1 triệu thì hiện tại là TT03 đang là cái phân khúc ngon nhất. TT03 đang là phân khúc ngon nhất nhà mình, thậm chí là nó nhiều cây nó còn ngang ngửa với Dong Suho 8881 cơ. Dong Suho 8881 thì nó đắt hơn 400 ngàn đấy. Đó, nhưng mà bởi vì là trúc tím thì nó sẽ có cây nọ cây kia, nó không như hàng của Dong Suho. Hàng Dong Suho thì 10 cây như 10. Hàng này thì nó sẽ có những cây nó kém hơn một xíu, và có những cây nó kém hẳn thì bên mình không bán, bỏ luôn mà. Hoặc là thậm chí có đợt anh em xem mình livestream mình thanh lý những cái TT03 có 300 ngàn đấy, về nó kém. Rồi, cảm ơn anh nhé. Trầm trầm nó dễ nghe, âm rung rất hay. Cái tiếp theo là cái son nhé. Đây là cái son là tông trầm nhất của TT03 này. Anh em có điều kiện thì 1 2 3 4 5 1 2 4 5 5 triệu thì có một bộ full của TT03 luôn. Đó. Thế anh mua một bộ thì chắc là có ưu đãi, không đến giá đây đâu. Đó là tất cả những cái rồi từ phụ kiện đến âm thanh của các tông thì anh em có thể nghe và tự lựa chọn nhé. Cái máy của mình nó sắp hết pin, nó đang giật giật rồi. Chắc là mình kết thúc clip tại đây thôi. Thì không biết anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ comment ở bên dưới kênh dưới YouTube giúp mình nhé. Thì mình sẽ xin kết thúc clip ở đây. Anh em muốn mình review dòng nào nữa thì comment bên dưới. Mình sẽ làm dần dần thôi, bởi vì kênh mới mà kênh cũ mất rồi thì kênh mới mình sẽ làm từ từ thôi, các loại nhé. Rồi xin chào anh em nhé.